Dệt may là một trong những ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam, là mặt hàng xuất khẩu chủ lực thứ ba với giá trị hơn 33 tỷ đô la Mỹ, gần gấp đôi giá trị xuất khẩu hàng nông sản. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát đã khiến ngành này gặp rất nhiều khó khăn. Thực tế cho thấy, dịch COVID-19 bùng phát đã tạo ra các tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu. Dịch bệnh còn khiến các vấn đề xã hội như tình trạng việc làm, lao động đối diện với nhiều thử thách nghiêm trọng. Tại Việt Nam, dệt may là một trong những ngành kinh tế quan trọng. Lần đầu tiên, tất cả các mặt hàng xuất khẩu của ngành dệt và ngành may mặc đều bị suy giảm. Theo Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex, tính đến hết tháng 5 năm 2020, xuất khẩu may mặc Việt Nam giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2019. Nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may và da giày giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu vào thị trường Mỹ giảm 14,9%, thị trường EU giảm 19%. Hai thị trường này đã chiếm gần 60% giá trị xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam. Ngay khi dịch bùng phát, các phương án ứng phó để tồn tại đã được Vinatex đưa ra và tự thân doanh nghiệp chủ động chuyển hướng. Trước mắt, doanh nghiệp xác định giải quyết nhanh gọn đơn hàng chưa bị hủy, tập trung thị trường nội địa và sản xuất mặt hàng phòng dịch. Riêng mặt hàng phòng dịch, nhiều doanh nghiệp đã tìm thấy một số cơ hội ở các thị trường ngách để xuất khẩu khẩu trang vải, quần áo bảo hộ chuyên dụng. Và với trách nhiệm là một doanh nghiệp quân đội, chúng tôi luôn xác định mình phải có những hành động cụ thể, góp phần cùng quân đội, đất nước phòng chống dịch COVID-19. Vì vậy, đơn vị đã dành năng lực để sản xuất khẩu trang kháng khuẩn cho Bộ Quốc phòng và theo đơn đặt hàng của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. Qua 3 tháng, tổng công ty tuy tiền lương giảm nhiều nhưng các công ty con chưa phải dừng sản xuất và cho công nhân nghỉ việc, góp phần cùng với các doanh nghiệp trong nước ổn định sản xuất và tạo công ăn việc làm cho người lao động. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ngày một nghiêm trọng, nhằm phân tích chứng thực những tác động của tình hình kinh tế thế giới đến triển vọng ngành dệt may Việt Nam. Vừa qua tại Hà Nội, hội thảo công bố báo cáo dệt may Việt Nam tác động của COVID-19 và xa hơn nữa. Do chương trình nghiên cứu chiến lược Mekong Trung Quốc thuộc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Action Ed quốc tế tại Việt Nam đã được tổ chức. Tại hội thảo, tiến sĩ Phạm Sĩ Thành, giám đốc chương trình nghiên cứu chiến lược Mekong Trung Quốc, trưởng nhóm nghiên cứu thực hiện báo cáo và các chuyên gia đã cùng nhau trao đổi và chỉ rõ, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn trên phạm vi toàn cầu, sự mở cửa trở lại của các nền kinh tế chủ chốt châu Âu và Mỹ với thế giới bên ngoài. Chưa xác định được rõ thời gian và mức độ nên có thể nhận định rằng năm 2020 và năm 2021 sẽ là thời điểm hết sức khó khăn của ngành dệt may. Học viện đã thành lập cái trung tâm đổi mới sáng tạo là nơi quy tập nhiều chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, thể chế chính sách nhằm tham gia giải quyết các vấn đề lớn của các bộ, ngành, các địa phương và tham vấn các chính sách cho chính phủ. Trước cái đại dịch Covid thì rất nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Học viện đã cùng với các nhà khoa học nghiên cứu đánh giá tác động của đại dịch Covid đối với một số ngành nghề có liên quan đến đời sống của người dân, doanh nghiệp. Có thể nói thì học viện là một trong những đầu mối cầu nối quan trọng để trong việc nghiên cứu và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật phục vụ cho thực tiễn sản xuất, đồng thời nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng các chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn, góp phần trong quá trình thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở nước nhà. Trước thực trạng khó khăn, Vinatex, Hiệp hội Dệt may Việt Nam và cả ở cấp cao hơn là Bộ Công Thương đã gửi các văn bản kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ ngành liên quan để có các giải pháp tích cực hỗ trợ doanh nghiệp dệt may. Việc thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA vào năm 2020 sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào EU được dự báo sẽ tăng nhanh với mức khoảng 67% đến năm 2025 so với khi không có hiệp định. Những tác động của COVID-19 và các thay đổi về chính sách đòi hỏi ngành dệt may Việt Nam cần mạnh dạn thay đổi, tập trung đổi mới sáng tạo để tạo ra nhiều giá trị tăng thêm cho ngành. Với quy mô nhập khẩu hàng dệt may mỗi năm hơn 250 tỷ đô la Mỹ, EU là thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới, chiếm 34%. Trong khi thị phần xuất khẩu của dệt may Việt Nam và EU mới chỉ chiếm khoảng 2,7%. Như vậy, dư địa để dệt may Việt Nam gia tăng xuất khẩu vào EU sau khi EVFTA có hiệu lực là rất triển vọng. Chúng ta có thể khắc phục được cái thiếu hụt nguồn cung bằng cái việc khai thác tốt hơn những cái hiệp định thương mại tự do hiện nay mà chúng ta đã ký kết.
đặc biệt là với FTA và CPTPP, thì chúng tôi muốn nhấn mạnh đến cái khả năng để ký kết các cái hiệp định thương mại song phương với Canada và với Hoa Kỳ là cái thị trường rất là quan trọng, để làm sao hai cái thị trường Bắc Mỹ đấy có thể được tận dụng tốt hơn nữa. Và đặc biệt là với EVFTA thì các cái quy tắc nguyên liên quan đến xuất xứ từ vải thì chúng ta cũng phải tận dụng tốt hơn nữa cái việc bù đắp cái thiếu hụt của chuỗi cung ứng để tận dụng được cái lợi thế của cái thị trường này. Mặt khác, hàng may mặc được xem là hàng tiêu dùng tương đối thiết yếu trong đời sống hàng ngày, nên nhu cầu của thị trường có thể phục hồi mạnh mẽ sau dịch. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng năm 2020, doanh nghiệp cố tồn tại thì được coi là thắng lợi và sẽ vượt vũ môn trong thời gian tới.